Sau đây mình sẽ nói về con đường Lê Văn Duyệt. Ông Lê Văn Duyệt sinh năm 1764, mất năm 1832 là một tướng lĩnh lỗi lạc và anh hùng dân tộc Việt Nam. Sinh ra ở Tiền Đức, Gia Định, ông là biểu tượng của lòng yêu nước và dũng cảm. Với tài năng quân sự, ông gây áp lực lớn lên quân Nguyễn và được vua Gia Long bổ nhiệm làm thống đốc Gia Định. Dưới thời ông, miền Nam phát triển mạnh mẽ với cải cách, xây dựng hạ tầng và công trình vĩ đại như cây cầu Long Kiểu, chùa Giác Lâm. Lê Văn Duyệt cũng nổi tiếng với lòng nhân ái và công chính, luôn giúp đỡ người nghèo và chăm sóc người dân. Ông trở thành biểu tượng của lòng kiên nhẫn và dũng cảm trong cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Sau khi qua đời, ông được vinh danh và gọi là quốc công thống nhất để tôn vinh đóng góp của ông. Lê Văn Duyệt là tấm gương về trung thành đất nước và tinh thần chiến đấu cho tự do và chủ quyền. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.